chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Tết là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, thăm hỏi người thân sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng trong dịp Tết, một số người dân cũng có hành vi vi phạm pháp luật như đốt pháo trái phép, uống rượu bia xong vẫn điều khiển phương tiện giao thông, đánh bạc. Hiện nay nhiều người cho rằng hoạt động đánh bài ăn tiền chỉ là việc vui vẻ trong gia đình, bạn bè dịp Tết. Thế nhưng, hành vi đánh bài ăn tiền là một hành vi vi phạm pháp luật. Dù là ngày lễ, ngày Tết hay ngày thường đều bị xử lý theo đúng quy định. Đã có không ít những vụ đánh bạc ăn tiền với quy mô lớn xuất hiện. Sau đây là tổng hợp những vụ đánh bạc nổi bật từ đầu Tết Dương lịch đến nay. Trong năm 2023, lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc với nhiều đối tượng tham gia, đã khởi tố nhiều vụ án, bị can, xử lý nhiều đối tượng, qua đó góp phần kiềm chế sự gia tăng tệ nạn cờ bạc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc, tổ chức đánh bạc vẫn còn phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, diễn ra với nhiều hình thức tổ chức đánh bạc nói chung và tệ nạn đá gà, số đề nói riêng. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có không ít những vụ tổ chức đánh bạc bị triệt phá. Dù biết tham gia đánh bạc là phạm pháp, nhưng vì lười lao động muốn kiếm tiền nhanh nên nhiều người sâu vào. Hệ lụy khi tham gia cờ bạc, người chơi không chỉ bị mất tài sản, nhiều người còn mất luôn cả hạnh phúc gia đình, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Triệt xóa tụ điểm đánh bạc đầu năm mới, tạm giữ 15 đối tượng. Vào khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, hơn chục con bạc đang tụ tập đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trong con hẻm nhỏ thuộc đường Trần Cao Vân, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá. Bất ngờ bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá phối hợp với công an phường Rạch Sỏi mật phục bắt quả tang. Tại hiện trường, công an bắt giữ 15 đối tượng, tạm giữ số tiền gần 50 triệu đồng, 3 con gà và một số tang vật có liên quan. Theo xác minh, tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1980, ngụ Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, đứng ra tổ chức. Mỗi ngày, có nhiều đối tượng đến tụ điểm trên tham gia đánh bạc, số tiền cá cược mỗi trận gà từ vài trăm nghìn đồng đến gần 5 triệu đồng. Để tránh sự truy bắt của công an, Phong đã chọn bãi đất trống của người dân đã dựng sẵn hàng rào bằng mái tôn, bao kín từ bên bờ đất đến bờ sông. Bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được hoạt động phi pháp của các đối tượng bên trong. Chưa hết, các đối tượng còn bố trí người cảnh giới bên ngoài nhằm gây khó cho lực lượng công an khi tiếp cận vây bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triển khai lực lượng triệt xóa thành công tụ điểm này và không đối tượng nào chạy thoát. Được biết, tụ điểm đánh bạc này trước đó được công an phường kiểm tra giải tán và nhắc nhở nhiều lần, nhưng đối tượng Phong vẫn cố tình vi phạm. Phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 176 tỷ đồng. Chiều ngày 2 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận vừa khởi tố bị can và bắt giữ 9 đối tượng để xử lý về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Trong đó, Hoàng Anh Luân, 31 tuổi, chú thị xã Hương Trà, được xác định là đối tượng cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng ký vào tài khoản website agbóng88 rồi chia thành 8 tài khoản cấp nhỏ hơn là member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên website của hệ thống bóng 88. Sau thời gian điều tra, vào cuối tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị, lực lượng chức năng đồng loạt tấn công các tụ điểm bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu tang vật liên quan. Tiếp tục điều tra, đấu tranh khai thác, công an xác định đối tượng cung cấp tài khoản cho Trần Công Thọ là Hoàng Anh Luân. Qua đấu tranh, và Luân khai nhận quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super có hạn mức là 1,4 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 18,2 đến 70 tỷ đồng. Tỷ lệ 1 đô la Mỹ tương ứng với 13 đến 50 nghìn đồng. Sau đó, Luân cấp tài khoản Master cho Thọ và đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân và đồng bọn sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn 3,5 triệu đô la Mỹ, tương đương với 176 tỷ đồng chỉ trong vòng hơn một tháng. Phá ổ ghi lô đề đánh bạc hơn 15 tỷ đồng trên một tháng trên Zalo do nữ quái ở Huế điều hành. Ngày 4 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, với tổng tang số hơn 15 tỷ đồng.
Nhóm người bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1987, được xác định là kẻ cầm đầu, Ngô Thị Thùy Nhung, sinh năm 1994, Phạm Văn Thành, sinh năm 1981, Hoàng Thị Phương Liên, sinh năm 1964, Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1991, Tôn Thất Trác, sinh năm 1976, Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1991, cùng trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2023, tại địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an thành phố Huế thực hiện kiểm tra bắt quả tang nhóm người do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người đang sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Nga khai trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề thông qua tài khoản Zalo. Hàng ngày, khi có kết quả số số, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua Zalo, sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Đường dây này do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu. Qua công tác điều tra ban đầu, xác định trong ngày 26 tháng 12, nhóm người trong đường dây kể trên nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua Zalo với 39 người khác với tang số tạm tính trên phôi đề là 595 triệu đồng. Ước tính từ tháng 12 năm 2023 đến nay, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng. Nhóm cờ bạc bịp liên quan đến nam thanh niên trôi dạt vào bãi giữa sông Hồng. Ngày 10 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 7 đối tượng gồm Hoàng Văn Hà cầm đầu, Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an xác định các đối tượng tụ tập thành nhóm cờ bạc bịp do Hoàng Văn Hà cầm đầu. Sau khi bàn bạc mánh khóe, các đối tượng này thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở chung và hoạt động. Tiếp đó, nhóm này bắt đầu hoạt động bằng cách Ngô Thị Oanh đã lập một tài khoản mang tên An Yêu trên Facebook và chủ động kết bạn làm quen hẹn hò yêu đương nhằm thu hút con mồi. Sau đó, Oanh dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa nạn nhân Nguyễn Việt Cu, sinh năm 2003, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, để rồi dàn trận kéo nam thanh niên đánh bạc, sập bẫy của các đối tượng, u chơi và bị mất một số tiền mặt, đồng thời phải cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Đến khoảng 23 giờ 35 phút ngày 14 tháng 12, anh Nguyễn Việt U được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về đến khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội thì xuống xe đi bộ. Đối với diễn biến từ khi anh U xuống taxi đến khi người dân phát hiện nạn nhân đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 12, anh Nguyễn Huy Hùng, quê Nghĩa Hưng, Nam Định cho biết gia đình đã lo hậu sự cho người em trai của mình Nguyễn Việt U, 21 tuổi, nạn nhân mới được phát hiện trên sông Hồng. Kể lại diễn biến vụ việc, anh Nguyễn Xuân Linh, người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân cho biết khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 12, U nói với anh rằng đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn. Anh Linh kể, tôi hỏi em đi với bạn nam hay nữ, U nói là bạn nam. Đến khoảng 21 giờ 24 phút, U nhắn tin, chuyển tiền anh ơi. Không thấy tôi trả lời, sau đó 4 phút, U gọi Zalo cho anh nói, anh chuyển tiền cho em để em chuyển tiền cho shipper, sau đó tôi chuyển cho U 30 triệu đồng. Theo anh Linh, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, không thấy U nên gọi điện thoại thì không có tín hiệu. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau anh Linh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng máy của nạn nhân đều thuê bao. Đến tối, tôi mở máy tính ở phòng trọ của U đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U có nhắn tin với ai và đi đâu không, thì thấy U nhắn tin qua lại với một tài khoản Facebook tên là An Yêu. Trong đoạn hội thoại là câu chuyện tình tứ, trai gái, hẹn hò. Bạn An Yêu này có hẹn U, gửi kèm vị trí để U đi tới đó. Anh Linh cho biết thêm, nội dung cuộc trò chuyện giữa U và An Yêu thể hiện nạn nhân đã đến vị trí mà An Yêu hẹn U, có nhìn thấy An Yêu và một nhóm bạn rất đông người. Anh Linh thuật lại cuộc trò chuyện của U trong phần hẹn hò trên Facebook. U nhắn tin cho An Yêu hỏi, sao mà đông người thế? Thì An Yêu có nhắn lại, đây là bạn hết ý mà, không phải ngại đâu. Tiếp đến, anh Linh dùng chính tài khoản Facebook của U gọi cho An Yêu, thì bạn này không nghe máy. Anh Linh kể, sau đó một lúc thì An Yêu có nhắn tin hỏi, sao thế bạn? Thì tôi nhắn tin lại, anh là người nhà của U. Anh thấy em là người nhắn tin cuối cùng với U. Em có biết U đang ở đâu không thì báo cho anh biết với. Tuy nhiên, một lúc sau tài khoản An Yêu này xóa hết tin nhắn giữa U và An Yêu đã nói chuyện trước đó. Theo anh Linh, sau sự việc trên,
anh nhắn tin hỏi nhóm bạn của U về tài khoản An Yêu, thì có một bạn cho biết đã từng được tài khoản này nhắn tin hẹn hò, tình tứ và cũng gửi vị trí tương tự ở khu vực Yên Phong, Bắc Ninh. Tuy nhiên bạn này đã không tới gặp. Theo anh Linh, sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn tin trung lập về cuộc hẹn hò qua mạng, có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo. Người bạn cùng phòng gọi điện ngay cho anh trai nạn nhân để báo sự việc. Anh trai nạn nhân cho biết nhận được tin báo chiều ngày 17 tháng 12, anh Hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của U dẫn đến địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin check camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý. Sau đó mọi người đến trình báo công an huyện Yên Phong. Đồng thời ngày hôm sau gia đình cũng trình báo công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, nơi nạn nhân tạm trú thì được hướng dẫn trực tiếp lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội. Theo anh Hùng, đến khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 12, anh gọi vào số điện thoại của U thì thấy đổ chuông và có người lạ nghe máy. Họ nói có một người vớt được U chỗ cầu Nhật Tân. Bắt quả tang đánh bạc bằng game bắn cá trong trung tâm thương mại ở Quảng Ngãi. Vào chiều ngày 24 tháng 1, Công an phường Nghĩa Chánh đã điều tra xác minh và bắt quả tang nhiều con bạc đang đánh bạc bằng hình thức game bắn cá tại khu vui chơi Metagame trong trung tâm thương mại V Plaza Quảng Ngãi sau khi nhận thông tin tố giác của người dân. Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 200kg đồng xu, chip dùng để chơi game bắn cá. Những người tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng cách chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Việc biến tướng game bắn cá thành hình thức đánh bạc tại khu vui chơi Metagame được cho là đã diễn ra trong nhiều năm, thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Bước đầu xác định, số tiền những người tham gia đánh bạc rất lớn. Công an phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng game bắn cá tại khu vui chơi Metagame. Được biết, khu giải trí Metagame ở tầng 3 trung tâm thương mại V Plaza Quảng Ngãi. Khu vực này được quản lý trung tâm thương mại này cho một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí thuê kinh doanh. Dù là khu vui chơi giải trí nhưng khoảng 1/2 diện tích khu vui chơi dùng để đặt các máy chơi game bắn cá và thu hút đông người chơi. Bắt hai đối tượng phun sơn quảng cáo cờ bạc online ở Thái Bình. Ngày 28 tháng 1, thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Lưu Vũ Hoàng Nam, 19 tuổi, chú thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận và Vũ Quang Thịnh, 19 tuổi, chú thôn Mỹ An, xã Vũ Hội, cùng Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 12 năm 2023, Lưu Vũ Hoàng Nam lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm thì được một người lạ giới thiệu công việc là phun sơn quảng cáo trang web SV lên các ghế đài trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho một công ty game. Nam sau đó đã rủ bạn là Vũ Quang Thịnh cùng tham gia đi phun sơn với mình và hứa trả công cho Thịnh 10.000 đồng trên một hình trên một ghế đá. Rạng sáng ngày 21 tháng 1, Nam chở Thịnh cùng đi phun sơn quảng cáo cờ bạc online lên các ghế đá đặt tại công viên Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Sau đó, nam thanh niên này đã chụp ảnh gửi kết quả các ghế đá đã được phun in thành công vào nhóm phun sơn qua ứng dụng Telegram do các đối tượng lạ mặt lập, được trả số tiền công hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Nam trả công cho Thịnh gần 1 triệu, số tiền còn lại được dùng để tiêu xài cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng nhiều ghế đá bị phun sơn gây mất mỹ quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành xác minh, truy vết nhanh và tiến hành triệu tập làm việc với Lưu Vũ Hoàng Nam, Vũ Quang Thịnh. Tại cơ quan công an, cả hai thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nở rộ quảng bá cờ bạc cá độ trực tuyến trên xe công nghệ và taxi truyền thống. Hàng loạt xe taxi, cả xe công nghệ và truyền thống đua nhau dán quảng cáo cờ bạc trực tuyến chạy khắp các con phố, bất chấp việc quảng bá cho cờ bạc trực tuyến gây phản cảm, khó chịu cho hành khách và người dân. Những chiếc taxi này vẫn rong ruổi khắp nơi, mang hình ảnh phản cảm đi khắp các cung đường thủ đô. Hầu hết các xe taxi này đều dán quảng cáo cho ba trang web. Hàng loạt xe taxi của hãng như Sao Thủ Đô, Vinasao, Sông Hồng, rồi xe công nghệ thường xuyên hoạt động tại khu vực trước cổng bệnh viện Bạch Mai, bến xe nước ngầm có dán hình ảnh logo quảng cáo cá độ cờ bạc trực tuyến trên xe. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian qua đơn vị đã phát hiện nhiều xe taxi, xe công nghệ ngang nhiên dán quảng cáo các web cờ bạc, các hình thức quảng bá cho trang web cá độ cờ bạc trực tuyến đều không được phép xuất hiện trên xe kinh doanh vận tải. Ngay sau đó, Sở đã yêu cầu các xe taxi bóc gỡ hình ảnh quảng cáo cho các trang web cá độ cờ bạc trực tuyến. Mặc dù vậy, tình trạng này vẫn phổ biến và có chiều hướng nở rộ.
Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, tình trạng quảng cáo trên các phương tiện giao thông không phải là vấn đề mới, nó đã diễn ra từ lâu, xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ quảng cáo truyền thống đến hiện đại, trên các phương tiện giao thông. Nhưng hoạt động quảng cáo cho các trang web cá độ cờ bạc trực tuyến trên xe taxi không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khiến người tham gia giao thông cảm thấy mất thiện cảm. Theo luật sư, phương thức hoạt động của các hãng xe có quảng cáo web cá độ cờ bạc dưới sự núp bóng hoạt động của các nhóm đối tượng có lý lịch hết sức phức tạp, thậm chí có cả xã hội đen. Chúng liên kết với các hãng xe taxi để thỏa thuận quảng cáo các thông tin trên xe và chi trả tiền cho các hãng xe. Mục đích của họ là khiến cho những con bạc, người có nhu cầu chơi game tìm đến. Luật sư Trần Xuân Tiên cho rằng, về lâu dài, các cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung các quy định về hành vi quảng cáo cá độ, cờ bạc nhằm kịp thời xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Người dân cần hết sức cẩn trọng đối với các hoạt động cá độ cờ bạc và trình báo với cơ quan chức năng nếu phát hiện các hành vi quảng cáo về cá độ cờ bạc trên xe taxi và các trang mạng xã hội để góp phần tạo nên môi trường quảng cáo lành mạnh. Tràn lan clip rủ rê đánh lô đề trên mạng xã hội, livestream chơi cờ bạc online ngày giáp Tết. Những năm trở lại đây, tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao có thủ đoạn tinh vi, gian xảo hơn, số người tham gia có thể lên tới hàng nghìn người, số tiền đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, gây hệ lụy và bất ổn xã hội gấp nhiều lần so với đánh bạc truyền thống. Hiện nay, trên khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Telegram đều có sự xuất hiện của các clip quảng cáo lôi kéo người dân tham gia các trò chơi đỏ đen ăn tiền như lô đề cờ bạc. Điều đáng nói là những đoạn clip có nội dung xấu, kích động, xúi dục người xem vi phạm pháp luật, thế nhưng lại không được kiểm soát hay gỡ bỏ mà lại tồn tại một thời gian dài trên mạng xã hội. Những clip này thường xuyên vẽ ra một viễn cảnh không tường về cơ hội làm giàu, không khó để dễ lôi kéo người xem vi phạm pháp luật. Với những hình ảnh bắt mắt từ ngũ bùi tai như cơ hội làm giàu, vào bờ không khó, làm lại cuộc đời, những clip kiểu này đã thu hút đến cả triệu lượt xem, hàng ngàn lượt thích của người dân. Tuy nhiên, các đối tượng trong clip thực chất chỉ là những con bạc. Tìm kiếm từ khóa cờ bạc tài xỉu trên Facebook lập tức cho ra kết quả của nhiều hội nhóm với số lượng thành viên từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn người trên một nhóm, từ công khai đến riêng tư. Mặc dù đây là những clip xúi dục lôi kéo người dân vi phạm pháp luật, có nội dung độc hại, tác động tiêu cực đến cộng đồng, nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp quản lý, kiểm soát khả năng tiếp cận của những nội dung xấu này với người dân. Theo đó, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng ngày càng hoạt động phổ biến hơn, với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn. Cụ thể, tội phạm sẽ tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp trả tiền sau. Theo đó, các nhà cái ở nước ngoài như MU88, Bong88, Esbobet, Fan88, TF88, 12bet liên kết với một số người lưu manh giang hồ xã hội đen ở Việt Nam để quản lý tổ chức cho những người đánh bạc dưới dạng cá cược thể thao, lô đề, sóc đĩa qua mạng. Những trận rết ở Việt Nam sẽ nhìn vào khả năng tài chính của người chơi để phân hạn mức, ứng trước tiền trong tài khoản đánh bạc, cá cược trên trang web nhà cái lập ra. Sau kỳ hạn nhất định, người chơi phải đến đại lý để thanh toán số tiền thắng thua. Để lôi kéo người chơi, tội phạm quảng cáo công khai hoặc dùng các ứng dụng công nghệ số, các trang mạng xã hội, diễn đàn, trang web nhiều người truy cập để quảng cáo. Do vậy, Bộ Công an đề nghị người dân cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ và tuyệt đối không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện các trang web đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để sớm có phương án xử lý. Xóa bỏ tệ nạn đánh bạc ra khỏi đời sống xã hội là việc không dễ dàng. Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc thì cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mỗi cá nhân cần mạnh dạn lên án, tố giác tội phạm đánh bạc, đồng thời vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Có như vậy mới có thể ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi nhà.